Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư Thượng Đức Tăng Ni, thưa cùng toàn thể quý Phật tử hiện diện. Hôm nay là ngày 29 tháng 10 âm lịch năm Quý Tỵ. Chúng ta lại tiếp tục có duyên để được gặp nhau tại đạo tràng chùa Long Hương để tiếp tục chia sẻ cái bản kinh Lăng Nghiêm. Thì kỳ rồi chúng ta cũng đã học qua đến cái phần do địa đại chứng viên thông. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái đoạn thứ 22 là do thủy đại chứng viên thông. Chúng tôi sẽ đọc phần chánh văn trước.
Ngài Nguyệt Quang đồng tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Con nhớ kiếp xưa như số cát sông Hằng, có Đức Phật ra đời hiệu là Thủy Tiên, dạy chư Bồ Tát tu tập quán nước để vào Tam Ma Địa, quán tính nước trong thân không ngăn ngại lẫn nhau, quán từ nước mũi, nước bọt cho đến tất cả các thứ tân dịch, tinh huyết, đại tiện, tiểu tiện xoay vần trong thân đồng là một tính nước. Quán thấy nước trong thân và nước các bể hương thủy của cõi phù tràng vương ở ngoài thế giới đều bình đẳng nhau, không sai khác. Khi ấy con mới thành tựu được pháp quán này, chỉ thấy nước mà chưa được không có thân. Chính khi làm tỳ kheo tọa thiền trong thất, con có đứa đệ tử nhỏ dòm cửa sổ nhìn vào thất, chỉ thấy nước trong đầy khắp trong thất, không thấy vật gì khác. Nó nhỏ dại không biết, bèn lấy một miếng ngói ném vào trong nước, đập vào nước phát ra tiếng. Nó quanh rồi bỏ đi. Sau khi con xuất định liền cảm giác bị đau tim, như ngày Xá Lợi Phất bị con quỷ vi hại đập. Con tự suy nghĩ nay mình đã được đạo A-La-Hán, từ lâu không còn nhân duyên mắc bệnh được nữa, làm sao ngày nay lại sinh ra bệnh đau tim? Không lẽ đã bị thối thất chăng? Khi ấy đệ tử của con đi đến kể lại cho con những việc như trước. Con bảo nó sau này nếu thấy nước thì nên mở cửa vào phòng, lấy miếng ngói trong nước ấy đi. Đệ tử vâng lời con bảo. Sau khi con nhập định, nó lại thấy nước và miếng ngói rõ ràng. Nó liền mở cửa lấy miếng ngói đó bỏ ra. Sau khi xuất định, thân thể trở lại như cũ. Con đã gặp không lường chư Phật, cho đến Đức Sơn Hải Tự Tại Không Vương Như Lai, con mới được không thân và cùng các biển hương thủy trong mười phương thế giới tính hợp với chân không, không hai không khác. Hiện nay ở nơi Đức Như Lai, con được tên là Đồng Chân, được dự vào hội của các Đức Bồ Tát. Nay Phật hỏi về viên thông, con do quán tính nước một mực lưu thông, được pháp vô ngại sinh nhẫn, viên mãn đạo Bồ Đề. Đó là thứ nhất. Ở đây có một vị Bồ Tát nữa tên là Đồng Tử, thì Ngài có đầy đủ cái thần lực để thấy hằng hà sa số kiếp về trước. Thì chúng ta thấy nó có khác. Thường ở trong kinh á, bây giờ mỗi chuyện mà chúng ta hay kể, có một người xuất gia rồi có hàng loạt mà các vị A-La-Hán trong hàng đệ tử của Đức Phật, trong đó có 10 vị đại đệ tử của Đức Phật đều thấy nhân duyên 84.000 kiếp trở lại. Có nghĩa là các vị chứng ngang cái quả A-La-Hán thì khả năng thần thông, gọi là túc mạng thông á, thì chỉ thấy đủ 84.000 kiếp trở lại thôi. Quá 84.000 kiếp về trước các vị không thể thấy được. Cho nên cái nhân duyên quá khứ được sanh ở đâu thì các vị cũng đã thấy mình được sanh ở cái 84.000 kiếp trở lại. Và nếu các vị có thấy một người khác, có thấy mình, có thấy chúng sanh nào đó, thì cũng thấy từ 84.000 kiếp trở lại. Đằng này Ngài Nguyệt Quang Đồng Tử thì thấy hằng hà sa số kiếp về trước. Như vậy chúng ta thấy á, tại sao trong kinh nói là chứng quả La Hán không bằng chứng quả Bồ Tát. Đây là lý do. Thường thì định càng sâu thì cái thấy nhìn về quá khứ, hiện tại, vị lai càng xa hơn, quả chứng càng cao, thì cái khả năng là túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh các vị thâm nhập càng sâu hơn nữa. Vì vậy mà trong kinh Kim Cang á, thì có một câu Đức Phật nói là gì? Các vị thánh đệ tử của Phật đều lấy gì? Lấy cái vô vi làm chỗ cao thấp. Đây là chỗ mà chúng ta phải thấy. Nhưng mà Thầy kể, Ngài kể là con nhớ từ xưa hằng hà sa số kiếp như số cát sông Hằng. Có nghĩa là
vị này cũng cận kề quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi. Nhưng ở đây có một cái điều mà chúng tôi sanh nghi. Chúng tôi sanh nghi là gì? Cái cảnh giới mà nhập định của các vị Bồ Tát đó, người ngoài không thấy được. Thì trong này Ngài kể là khi Ngài nhập định rồi có một vị đệ tử thấy trong phòng có nước. Thấy trong phòng có nước là lượm cục gạch quăng vô phòng. Thì sau Ngài xác định Ngài bị đau tim. Đau tim thì nghĩ gì? Ngài nghi ngờ là tại sao một vị thánh đệ tử Đức Phật mà lại còn bị bệnh. Có nghĩa là chứng quả A-la-hán rồi, là dứt trừ những cái lậu hoặc sinh tử rồi, người đó không bao giờ bị bệnh. Nên Ngài bị bệnh cho nên Ngài nghi. Ở đây là nói thêm một cái điều gì nữa, từ xưa giờ mình hay nói với nhau, không? Tức là khi một vị đó đã ngộ đạo rồi thì cái chuyện mà trái gió trở trời nóng lạnh nhức đầu có thể tạm chấp nhận được, nhưng mà có bệnh án y thì không thể cho vị đó là một vị thánh được. Chúng ta phải khẳng định với nhau điều này. Ở đây kinh bắt đầu cũng nói lên điều đó. Thật ra một cái chứng bệnh mà thuộc cái dạng năng y phải mang cho tới khi chết đó, thì người đó không thể là thánh hiền. Chúng ta phải nói như vậy. Tại vì những vị thánh hiền khi xảy ra bất kỳ chứng bệnh nào thì họ tự điều chỉnh lấy, hoặc là họ tìm ra được nguyên nhân rồi đó họ giải quyết liền. Thì ngược lại ở đây sẽ làm cho chúng ta hai cái móc nghi. Chúng tôi chưa nói tới cái pháp tu này, chúng tôi nói tới cái nghi của chúng tôi thôi. Trong cái Lăng Nghiêm thì cái đoạn trước về cái vụ nhập định hơi thở rồi, cũng có một cái đoạn mà chúng ta cần phải nói lại. Ở đây, thứ nhất là khi một người đó ở trong định á, mà thuộc cái dạng định mà của cái vị này thuộc cái dạng Đại Bồ Tát rồi, nếu có trí tuệ đã thấy được hằng hà sa số kiếp về trước rồi, quý vị thấy không? Thì vậy là họ đã vào định, định của họ là có sự, nếu mà thực sự họ vào định, thực sự họ vào định á, thì chư thiên ủng hộ ghê gớm lắm, không ai có thể chọc phá được. Thì chúng ta nhớ lại cái mẫu chuyện của Ngài Xá Lợi Phất. Đây Ngài cũng có nhắc tới mẫu chuyện Ngài Xá Lợi Phất. Khi mà Ngài Xá Lợi Phất nhập định á, thì cái con quỷ dùng cái chài nó đập lên đầu Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Mục Kiền Liên đứng bên kia nhìn qua, thấy con quỷ giơ chài đập vô đầu Ngài Xá Lợi Phất. Nhưng Ngài vẫn ngồi tỉnh queo, không có gì hết. Đến hồi đợi Ngài Xá Lợi Phất xuất định, thì Ngài Mục Kiền Liên mới qua hỏi: thưa sư huynh thấy trong người có gì không? Nói không. Nói hồi nãy sư huynh đang ngồi nhập định là để thấy có con quỷ dùng cái chài đập đầu sư huynh. Mà cái sức của con quỷ này nó đập một cái là nát cả cái núi Tu Vi nữa. Mà đập Ngài Xá Lợi Phất không có suy xiển gì. Ngài Xá Lợi Phất nói là nãy ta cũng nghe ê ê đây. Đó là tác động bên ngoài khi các vị thánh đệ tử nhập định. Cái sức lực của một con quỷ đập nát cái núi Tu Vi mà còn không nhúc nhích được cái định của Ngài Xá Lợi Phất. Ở đây cái quán nước, đương nhiên là khi mà chúng ta học sâu ở trong Phật Pháp rồi thì chúng ta sẽ thấy được cái chuyện mà nước của cơ thể của mình nó lưu thông cũng như nước ngoài hư không vũ trụ này không khác nhau. Nhưng không có nghĩa là do cái tác động bên ngoài mà ảnh hưởng tới thân xác. Không được điều này. Đó là chỗ mà chúng tôi nghi. Đó là chỗ mà chúng tôi nghi. Cái thứ hai là gì? Là tất cả những vị thánh đệ tử đủ cái trí tuệ để có thể dứt trừ sinh tử nghiệp tập rồi, thì chẳng lẽ cái bệnh không thấy nguyên nhân mà phải nghi ngờ rồi không biết lý do gì mình phải bị bệnh, phải đợi đệ tử lại kể mới biết là đệ tử vào cục gạch trong đó. Thì đây là cái chỗ nó không có được đồng bộ trong cái lối lý luận của đoạn này. Thực sự đây là cái bài kinh mà lần đầu tiên chúng tôi được đọc lúc mà chúng tôi được vào thiền viện á, từ năm 85. Chúng tôi nghi ngờ cho tới giờ phút này mới được nói ra cái niệm cái nghi của mình. Mà sâu trong lòng chúng tôi không có chấp nhận cái đoạn này ở trong bản kinh Lăng Nghiêm. Mình không biết mình là cái gì, nhưng mà đọc tới cái đoạn này nó có nhiều cái về mặt logic á, đứng về mặt mà tu tập của đạo Phật, đứng về mặt thứ bậc của công phu, đứng về mặt trí tuệ của đạo, thì cái này nó có một cái gì đó nó không có phù hợp lắm.
Theo chúng tôi là cái đoạn này không có thì hay nhất. Không có trong, không có mặt trong bản kinh Lăng Nghiêm thì sẽ làm cho bản kinh Lăng Nghiêm giá trị hơn. Thật ra trong cái chuyên môn ở trong Phật đạo mà chúng ta học á, có những cái bản kinh, ở đây chúng tôi nhắc lại, có những cái bản kinh đã trải qua nhiều ngàn năm trong lịch sử của Phật đạo rồi, thì những người, những thế hệ sau cứ đọc thấy lần trước lần sau thì cứ gật đầu cúi đầu để như vậy, cứ nghĩ đây là lời của Phật, đây là lời của tổ, mình đừng có đụng tới, mình đụng tới mình sẽ bị cái gì cái gì cái gì đó. Điều này nói lên cái tính trung thành thì có thể chấp nhận nhau, nhưng mà nếu mà cái sự trung thành mà thiếu sự hiểu biết thì nó cũng trở thành một sự phá hoại. Do đó khi mà đọc học kinh điển, chúng ta phải hiểu một điều là Phật giáo xuyên suốt trong lịch, chiều dài lịch sử của nó, có những lúc hưng thịnh, có những lúc suy vi của nó. Nhưng những lúc mà suy của đạo Phật thì các thế lực ngoại đạo lên nắm quyền, làm chủ đất nước đó, thì họ có thể nắm quyền làm chủ về cái việc mà truyền bá kinh điển của đạo Phật. Và họ sẵn sàng xen cái sử, xen một cái đề tài, xen một cái đề mục, xen một cái điều gì đó để bị ảnh hưởng lớn đến Phật giáo. Và họ làm chủ hết một năm, hai năm cho tới một cái thời của họ. Qua đời sau thì cái quyển chính sử nó đã bị hủy rồi. Bây giờ cái quyển họ đưa vào, nó dính vô đây, thì người đời sau bắt đầu đọc vô cứ nghĩ đây là lời của Phật, không ai dám ý kiến. Và nếu chúng ta mãi mãi từ đời này qua kiếp nọ mà cứ chấp nhận những cái lời của Phật mà không có hiểu biết về chân lý, về công phu tu hành, không có một cái nhìn nhận đúng chánh pháp để mà chúng ta đọc lại bản kinh của những bản kinh đã ra đời trong thời điểm này, thì coi chừng là chúng ta cũng sẽ bị người khác lừa, mà người đó không phải trong đạo Phật. Họ muốn đưa một ý kiến của họ vào bản kinh rất là quan trọng của Phật đạo. Đối với kinh Lăng Nghiêm là một bản kinh rất chuyên môn. Và hồi xưa chúng tôi học bản kinh Lăng Nghiêm, chúng tôi cũng thường hay nói chuyện với huynh đệ là rất hiếm có một cái bản kinh nào có một cái lối lý luận chặt chẽ, chi tiết và chuyên môn, và những cái thứ bậc công phu được nâng cao cho một hành giả từ khởi đầu cho tới kết thúc bản kinh Lăng Nghiêm. Nếu một người nào mà tu theo đạo Phật mà học từ đầu cho tới cuối một cách rất là kỹ lưỡng thì nó phá những cái sai lầm của mình, nó nâng cấp tâm linh của mình, nó chuyển hóa công phu tu tập của mình từng bước, từng bước, từng bước, từng bước rất là chuẩn mực, rất là thứ tự. Nhưng nó lại có những cái chỗ sai xuất không cần thiết. Mà chúng tôi nghĩ rằng ở đây không phải là nguyên tắc. Chúng tôi nghi ngờ cái đoạn này không phải là cái đoạn nguyên tắc của Đức Phật. Của từ khởi đầu quyển kinh Lăng Nghiêm, chúng tôi nghĩ là nếu mà trước lịch sử khi đưa cái đoạn này vào thì cái đoạn này chúng tôi nghĩ là không có, bị xen vào nhưng mà không biết cái thời điểm nào thôi. Do đó nó quá lệch lạc đi những cái công phu mà mình đã hiểu trong Phật đạo, từ cái thấy nhìn về Phật pháp. Ví dụ như một người nhập định, họ đã chấp nhận, họ nhập định ở đó rồi, đó như ngày Xá Lợi Phất nhập định rồi đó, thì người ta chỉ thấy ngày ngồi thiền thôi chứ ngày không thấy ngày vô định nào đâu. Người bên cạnh không bao giờ thấy nổi. Nếu là quán lửa nha, người đó có khả năng quán lửa cháy hết cái hư không vũ trụ này, nhưng mà người bên cạnh không bao giờ thấy. Cỡ này chú tiểu bình thường thấy hiện nước ra, không phải. Cái định đó không thể hiện tướng cho một phàm thấy được. Chúng ta đừng có hiểu lầm. Và chính đoạn lầm này nó gây ảnh hưởng rất lớn cho cái chiều sâu chuyên môn của Phật đạo, cho nên chúng ta không có, không muốn bàn sâu. Mà ở đây chúng tôi nói là ý kiến nghi ngờ chúng tôi về đoạn kinh này. Và chúng ta nghĩ qua đời sau, những nhà nghiên cứu Phật học, chúng ta nên có những cái cuộc hội thảo trong đời này hoặc là đời sau, chúng ta có những cái cuộc hội thảo. Mà thật sự những người nghiên cứu thì chắc là không có đủ chiều sâu để thấy những chuyện này rồi. Mong rằng các cái bậc tôn đức, những cái vị đã có thâm đạt Phật đạo, thấu hiểu chân lý của Đức Phật, cần nên có một cái cuộc hội thảo để rà soát là tất cả những cái bản kinh hiện đang có. Bởi vì họ đã chen vô rất là nhiều ý kiến, mà những ý kiến đó không phải là ý kiến chuyên môn ở trong Phật đạo, mà sợ những người ngoại đạo họ muốn làm thấp giá đi đạo Phật của mình, họ chen vô những cái đoạn kinh, những cái quyển kinh giá trị trong Phật đạo để làm mất đi cái giá trị chuyên môn của nó, thì đây là một điều rất là đáng tiếc. Cho nên là đoạn này chúng ta không có bàn về cách tu tập nữa, tại vì lầm lẫn, đối với chúng tôi là lầm lẫn nguyên đoạn này. Có những sai sót không thể chấp nhận được.
khó có thể chấp nhận được trong bản kinh này. Cho nên là đây là cũng là một ý kiến riêng thôi, chúng tôi không biết là từ trước giờ có ai nói điều này hay chưa. Chỉ chúng tôi mong rằng là sẽ có sự đồng cảm đối với các vị chuyên môn, để mai kia bút nọ chúng ta làm cho những cái bản kinh chuyên môn của Đạo Phật nó được thanh tịnh thật sự, nó có một giá trị chuyên môn chuyên sâu thật sự, chứ đừng có bị những cái xen tạp này thì rất là tiếc. Chúng tôi lặp lại hai ba cái điều mà nó thuộc về cái dạng căn bản và chuyên môn. Thứ nhất là cái định do công phu tu tập của các vị thì mắt phàm không thể thấy được, mắt phàm không bao giờ thấy được. Một chú tiểu mà thấy được chuyện này là một cặp khảnh thứ nhất rồi. Cái thứ hai, với trí tuệ đã thấy được hằng hà sa số kiếp về trước, mình là tu ở đâu, mình thọ pháp Phật nào, trải qua hằng hà sa số kiếp tới đây cho tới thời Đức Phật Thích Ca là thuộc dạng Đại Bồ Tát rồi, thì nhất cử nhất động trong cái tam giới này người này thấy rõ. Chứ không phải là sơ cái nhập định rồi ra đau tim mà không biết mình đau tim do cái lý do gì. Trời ơi, cái này là một cái sai sót không thể chấp nhận được. Những cái chuyện này là những cái chuyện mà nó quá khập khểnh thì người bình thường chúng ta suy luận có thể thấy. Thật ra là khi vào sâu trong chuyên môn, chúng ta thấy có những bản kinh như vậy là bản kinh mà chúng ta rất là quý. Nói chung là bản kinh Răng Nghiêm chúng ta rất là quý, nhưng mà đây là một cái phần bị xen tạp, không thể chấp nhận được. Cho nên chúng ta không có bàn về cái công phu chuyên môn trong đoạn này. Chúng tôi không bàn, xin qua cái đoạn kế tiếp. Do phong đại mà chứng viên thông, ngài Lưu Ly Quang Pháp Vương Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: con nhớ thuở xưa trải qua hằng hà sa kiếp có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Lượng Thanh, khai thị tính bản giác viễu minh cho hàng Bồ Tát và giải quán thế giới cùng thân chúng sinh này, đều do sức lai động của vọng duyên chuyển biến ra. Khi ấy con quán cái không gian an lập, quán thời gian thiên lưu, quán thân thể khi động khi yên, quán thức tâm động niệm, tất cả cái lai động đều như như bình đẳng không sai khác. Khi ấy con giác ngộ các thứ động ấy đều không do đâu, đi không tới đâu, tất cả chúng sinh điên đảo như số vi trần trong mười phương đều đồng một hư vọng. Như thế cho đến tất cả chúng sinh trong một tam thiên đại thiên thế giới cũng như hàng trăm loài mũi mòng đựng trong một cái đồ đựng, vo vo kêu loạn ở trong gan tất ồn ào rối rít. Con gặp Phật chưa bao lâu, được pháp vô sinh nhận, bây giờ tâm con khai mở mới thấy cõi Phật bất động, làm vị Pháp Vương Tử phụng thờ chư Phật trong mười phương, thân tâm phát sáng, thấu suốt không ngăn ngại. Nay Phật hỏi về viên thông, con dùng trí quán sát sức lai động không chỗ nương, ngộ được tâm Bồ Đề, vào tâm ma địa hợp với một diệu tâm mà mười phương chư Phật truyền dạy, đó là thứ nhất. Đoạn này hay á. Ngài Lưu Ly Quang Pháp Vương Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ nơi chân Phật. Thì ngài này cũng là một vị đã chứng thánh quả rồi, mà khả năng chứng thánh quả ngài là vượt cái tầm của các vị La Hán, cho nên thấy hằng hà sa số kiếp về trước, chứ không phải là thấy 84 vạn kiếp nữa. Thì như vậy là ngài được khai thị bản giác viễu minh, tức là từ cái thuở đó ngài đã nhận ra được cái bản giác viễu minh rồi, và được nhận cái pháp tu là quán thế giới cùng thân chúng sanh này đều do cái sức lai động của, quý vị nghe đoạn này thật là kỹ nè nha, sức lai động của vọng duyên chuyển biến ra. Đó là câu thứ nhất, chúc chúng ta sẽ bền. Thì khi ấy ngài quán thứ nhất là cái không gian này đã được an lập rồi. Tháng thứ hai là thời gian là thiên lưu. Cái quán thứ ba là thân thể khi động khi yên, quán thức tâm động niệm. Chúng ta bàn cái đoạn này để chúng ta thấy cái đây là một chuyên môn thật sự. Mặc dù các vị tu tập theo đạo Phật á, thì mỗi người có một pháp thật sự nó khác nhau, nhưng mà khi họ thấy được cái chiều sâu tâm linh rồi thì gần như nó có một cái gì trùng lắp từ những cái bước công phu. Thì thứ nhất là cái thế giới cùng cái thân chúng sanh này đều do gì?
vọng duyên chuyển biến ra. Nếu một người nào mà học đạo thấy sâu sắc tới cái chuyện này thì người đó xem như người ngộ đạo, thành tựu công phu. Nhưng lúc đầu là ngài đang quân quán. Thì chúng ta phải thấy rõ được một cái điều, nếu như không có cái vọng động khởi ra thì không thành cái gì hết. Cho nên chúng ta đọc ở đây thì chúng ta nhớ ngược về cái phần thu thất đại phía trước. Không? Phần thu thất đại phía trước thì Đức Phật cũng nói là đất, nước, gió, lửa, tức là quả đại, rồi phong đại, rồi thủy đại. Thì ở đây nói là tới phong đại. Thì vậy là Đức Phật kết luận trong cái thất đại là cái gì? Phong đại cũng là gì? Như Lai tàng tâm trùm khắp pháp giới, đúng không? Tùy theo vọng nghiệp của chúng sanh mà nó tạm hiện tướng mà thôi. Cái đây nó trùng hợp với trước. Thì như vậy là khi đã được Đức Phật khai thị cho cái diệu minh rồi, thì vậy là sử dụng cái diệu minh đó. Nếu như ở cái chỗ diệu minh chân tâm thì không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng người này không trụ được trong diệu minh chân tâm, cho nên từ đó mới có một sự dao động. Và chính cái dao động đó nó tạo thành cái vọng duyên. Chúng ta phải hiểu điều này. Thì từ cái vọng duyên đó nó mới biến ra một cái hình tướng gì đó. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang ngồi ở đây, nếu chúng ta ở nguyên trong cái diệu minh chân tâm của chính mình thì không có chuyện gì hết, đúng không? Nhưng tự động chúng ta không còn trụ vững trong diệu minh chân tâm nữa, cái chúng ta bị vọng tưởng khởi lên. Bị vọng tưởng khởi lên cái chúng ta sẽ quay qua bên nói với người bạn mình câu gì đó. Chúng ta hiện cái tướng là chúng ta bị động cho nên nhúc nhích mới khởi niệm nói câu gì đó. Thì vậy là tất cả những cái động niệm dù nhỏ ở trong tâm thức đang động khởi nơi mình thì nó cũng là gì? Vọng duyên chuyển biến. Ở đây vọng, chúng ta nói nhau từ vọng và cái từ quyển, cái từ ảo, chúng ta nghe nó, cái từ vọng này nó rất là chân xác. Nó giống như cái từ ảo, giống như cái từ ảo. Nếu chúng ta coi ảo thuật, đúng không? Ví dụ như họ cầm rồi giấy rồi dò cái thảy ra cái con chim bồ câu, hoặc là họ đưa câu họ câu trên gạch mà họ giật lên con lươn, con cá gì đó, ví dụ vậy. Người ta gọi đó là gì? Là ảo thuật. Tức là cái người đó họ tạo ra một cái quyền thực để gây ảo giác cho người đang thấy. Chứ thật sự đó không phải con chim bồ câu, mà đó cũng không phải là con cá được câu. Nhưng mà mình sẽ thấy, họ sẽ làm cho chúng ta một cái ảo. Chúng ta nhìn thấy cái hình đó là ảo. Khi chúng ta coi được ảo thực rồi thì chúng ta cứ nghĩ rằng ủa đó là con lươn thiệt, đó là con bồ câu thiệt. Là chúng ta bị cái ảo đó nó gạt mình. Thì vậy mình ở đây cũng vậy. Vọng duyên này nó cũng đang là rất ảo trong cuộc đời này. Vọng để có cái thân này cũng đang rất ảo. Cái vọng để có cái buồn thương này nó cũng đang rất là ảo, giống như ảo thuật, không khác. Ai có thể nhận ra được điều này thì người đó xem như đã có trí tuệ. Còn bây giờ chúng ta có thấy cuộc đời này là ảo không? Không có, đúng không? Từ cái chỗ chúng ta đã được thấy cái thân này là thật, cho nên rồi cái chuyện buồn thương giận ghét nơi thân nó trở thành thật. Chuyện đúng sai hay giữa trần gian nó trở thành thật. Chuyện đục, chuyện trong, chuyện thanh tịnh, chuyện ô uế của trần gian nó trở thành thật với chính mình. Là mình bị gạt từ cái đầu là mình thấy cái thân mình thật rồi. Mình nhận cái thân ảo này là thật, mình nhận cái khởi tưởng ảo này là thật, mình nhận cái vọng duyên là thật. Như ở đây Đức Phật khai thị cho ngài Bồ Tát Lưu Ly Quang Pháp Vương Tử rồi. Vị này phải đúng là Lưu Ly Quang á. Tại vì khi đã thấy được chuyện này rồi là chắc chắn vị này không thể phát quang. Cho nên đặt cái tên Lưu Ly Quang cũng đúng. Ngài thấy sâu tận cùng bằng trí tuệ của mình, thấy toàn cái hư không này là vọng duyên. Chúng ta phải thấy thật sự cái đời sống này là vọng duyên, cái thân của mình là vọng duyên, cái khởi nghĩ đúng sai hay dở của mình là vọng duyên, tất cả những cái được hay là mất trần gian này nó chỉ là cái vọng duyên để chuyển biến mà thôi. Nhưng mà mình đâu thấy, rồi mình thấy cái này nó cũng kiên cố 100 năm, cái kia cũng 1000 năm, cái nọ cũng 1 triệu năm, cái thân mình cũng mấy chục năm. Tức là mình không thấy tất cả những cái hiện tướng là vọng duyên. Mà nếu như chúng ta không thấy cái hiện tướng của thân tâm này và cảnh giới này là vọng duyên ảo có thì chúng ta đã bị kẹt rồi. Thì ngồi đó mà quán cái kiểu gì cũng chết.
Chúng ta công phu cái kiểu gì, từ cái chỗ thật là chúng ta đã sai lầm. Thật ra chúng tôi nói là cái đoạn này tương đối hay, mặc dù nói cái động. Và cái động này được một nhà triết gia Trung Quốc dùng một cái chữ gì nữa, ở đây dùng cái từ chữ phong có nghĩa là động. Thì một nhà triết gia Trung Quốc viết lên quyển Dịch. Dịch không phải của Khổng Tử đâu nha. Ai từ xưa giờ nghĩ là ngài Khổng Tử là chúng ta đã lầm. Ngài Khổng Tử cũng học Dịch mà thôi, chưa biết tác giả của viết cái quyển Dịch là ai. Nhưng chúng ta chỉ nói một chữ Dịch thôi. Trong cái quyển được gọi là Kinh Dịch đó, chữ Dịch thôi. Dịch có nghĩa là gì? Cũng là động nữa. Một chữ Dịch nó có diễn tả tất cả những cái sinh khởi và diệt đi của toàn cái vũ trụ này. Và cái chữ Dịch đó được xem là một từ chân lý. Nếu chúng ta học về triết học của Đông Phương, nếu ai không hiểu hết chữ Dịch này thì đừng có đọc cái quyển Kinh Dịch. Vì đọc cái quyển Kinh Dịch là những cái biến tướng từ chữ Dịch này mà ra, tức là từ cái vọng duyên để hiện tướng. Ví dụ như đụng tới Dịch, chúng ta bóng quẻ Dịch có 6, từ cái 8 rồi biến thành 24, thành 64 quẻ gì đó, vân vân. Thì cái dịch này là sau khi ra 84 vẻ là nó hiện tướng, hiện quyển tướng rồi. Cho nên Dịch có nghĩa là gì? Là động, mà động có nghĩa là không dừng trụ. Mà không dừng trụ là cái gì? Là một cái sự sống miên viễn, luôn luôn đổi mới. Không thua gì cái chữ vô trụ. Chữ vô trụ ở trong Kinh Kim Cang còn thua cái chữ Dịch này, nếu mà nói một câu mà cho nó đúng đắn nhất. Thật ra cái chữ Dịch đó nó ghê gớm lắm. Nếu mà mọi người mà đọc Kinh Dịch vô đây phải thiền định để cho thấu hiểu chữ Dịch rồi hả, lật vô trong mà đọc. Còn chưa có thấu hiểu cái chữ Dịch này thì đừng có đọc Kinh Dịch. Những lý luận trong Kinh Dịch là những cái vọng duyên để hiện tướng. Mà tất cả những người đọc Kinh Dịch thì tìm cái cách này để mình bấm quẻ Dịch, tìm cách kia để mình bấm quẻ Dịch đó, thì nó hiện tướng vọng duyên. Là chúng ta đã đi xa ngoài ngọn, chúng ta thấy chữ Dịch này. Nhưng khi mà chúng ta hiểu được chữ Dịch tức là động, mà động tức là sống chứ không phải là chết. Thì vậy là tất cả sự sống của vũ trụ này là Dịch, là động. Ở đây dùng cái từ là phong, phong cũng có nghĩa là động. Cho nên ở đây á, là cái thế giới được an lập, nhưng mà thời gian là thiên lưu. Dùng cái từ rất là tuyệt vời, từ này rất là sát. Tức là một cái sự lưu động thiên nhiên một cách tuyệt đối giữa thời gian và không gian này. Cho nên bất kỳ ai có một khái niệm muốn trụ bất kỳ một chỗ nào là chúng ta đã sai lầm. Đúng không? Chúng ta không thể trụ được ở đâu khi chúng ta hiểu được cái chữ phong có nghĩa là động, chữ Dịch có nghĩa là động, cái chữ vô trụ có nghĩa là không dừng trụ, không tạm dừng trụ bất kỳ ở chỗ nào. Thì như vậy là nếu mọi người mà thấu hiểu chân lý về nhân sinh, về vũ trụ học này, thì người ta sẽ thấy rằng cái vũ trụ này luôn luôn sinh động mới mẻ, không tạm dừng. Đó, thì như vậy là quán cái phong mà viên thông này, chúng ta cũng phải học tới cái chỗ này để chúng ta xuyên qua những cái triết học Đông Phương, những cái bản kinh rất là, những cái bản sách rất là giá trị, là quyển Kinh Dịch. Thì như vậy là cái không gian này á, ngài dùng cái từ là không gian này nó an lập. Thật sự cái không gian này là nó rất là bình yên. Sở dĩ mà nó có chuyện này chuyện kia là do chúng ta không trụ trong cái diệu minh chân tâm. Bắt đầu chúng ta động là Dịch. Chúng ta dịch từ cái không thành cái có, từ cái có nhỏ thành cái có lớn, từ cái có lớn thành cái có lớn. Từ những cái loài, từ những ý niệm nhỏ thành những ý niệm lớn, từ những cái loài súc sanh côn trùng thành những loài động vật lớn. Tức là một cái chiều dịch động biến hóa của nó từ cái này qua cái kia. Nhưng khi mà chúng ta hiểu Dịch đến một chiều sâu thì chúng ta sẽ thấy rằng con đường đi dịch động của tất cả những phân tử, nguyên tử, những nguyên tố, những tiền nguyên tử trong vũ trụ này, nó sẽ vận chuyển theo cái chiều này để nó thành hình cái gì. Thì người đó đi theo nguyên tắc đó để họ sản xuất ra cái gì đó. Một người hiểu sâu về Dịch. Thì như vậy là nếu mà chúng ta học được cái động của gió này thì chúng ta hiểu một điều là gì? Nếu chúng ta học phong đại thì cái phong không lúc nào dừng. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang ngồi bất động đây, dù cho ngồi kiết già mà gắn kìm vô cái thân bất động đi, thì đó chỉ là một cái sự tưởng tượng cái đầu của chúng ta thôi. Chứ cái thân này trong một giây thôi nó có hơn 400 cái gì? Cái chuyển hóa sinh học ở trong đó. Như một cái dòng thác đổ. Thật ra cái toàn bộ cái dòng tuần hoàn của cơ thể chúng ta không có phút chốc nào mà không luân lưu. Một phút mà tạm dừng là chúng ta không còn sống.
Thật ra khi mà chúng ta còn sống tức là chúng ta còn động, mà còn động tức là chúng ta đang sống đúng với chân lý. Ta nói như vậy, đúng không? Tại vì sức sống luôn luôn động, còn động mới còn sống. Và vũ trụ này luôn luôn sinh động, hư không này luôn luôn sinh động, mà sinh động với một cái trật tự, cho nên ở đây Ngài dùng là hư không được an lập. Và thời gian thì thiên lưu. Những cái từ ngữ ở đây chúng ta cần phải nhớ. Chúng ta thấy như vậy, cái hư không mênh mông như thế, hư không này không phải làm chuyện gì với mình. Vì sao? Vì nó không phải làm ác, nó không có làm thiện, nó không có là đúng, không có là sai gì hết. Sở dĩ ác thiệt đúng sai là gì? Là do vọng duyên để chuyển biến ra. Thì làm sao để mọi người học Phật thấy rõ vũ trụ này, tất cả những cái hiện tướng mà chúng ta có thể thấy biết được, nó là vọng duyên để chuyển biến ra. Và do cái vọng duyên chuyển biến ra thì nó không phải là tốt, không phải là xấu, vì nó hiện tướng đó nó sẽ tiếp tục hiện tướng khác, nó không có dừng lại để cho mình đánh giá đâu. Mà mình đánh giá cũng không kịp, nhưng mà mình tài lanh lắm, mình nghĩ mình có thể làm được cái gì của vũ trụ hư không này. Thật ra mình cũng buồn với cái này do nó không tốt, mình cũng vui cái kia do nó được vừa ý mình. Thực sự là một sự đánh giá không theo đuôi, đi theo đuôi mãi mãi, chứ chúng ta không bao giờ kịp hết. Nếu chúng ta sống kịp với một duyên là chúng ta thành thánh rồi. Nếu kịp một duyên là thành thánh rồi. Chúng ta luôn luôn đi theo, chứ chúng ta bao giờ chưa bao giờ sống kịp với một khoảnh khắc này. Ngay tại đây và bây giờ chúng ta thấy một khoảnh khắc hết sức là nhanh nhạy, tinh tế, và với một cái tốc độ nó gần như nhanh hơn vận tốc ánh sáng, là trí tuệ chúng ta hết sức là sắc sảo để chúng ta mới có thể kịp thời nắm bắt được cái khoảnh khắc vụt hiện tướng và nó vụt trôi đi rất nhanh chóng đó. Ai có thể thừa đương cái này mới gọi là thừa đương được việc lớn. Một khoảnh khắc nhỏ nhiệm này nếu chúng ta chấp nhận được thì chúng ta sẽ thừa đương được việc lớn. Giống như các nhà nghiên cứu khoa học mà về chiến tranh, họ lấy cái phân tử, một phân tử cực nhỏ đó khi ra hư không nó sẽ trở thành tiếng vang lớn, trở thành tiếng nổ và có thể chết người. Gọi là bom nguyên tử, họ lấy cái nguyên tử rất nhỏ đó thì vỡ ra hư không là nó sẽ nổ. Thì như vậy, nếu mọi người nhận được một cái khoảnh khắc nhỏ nhiệm nhất ngay tại đây của không gian đang thiên lưu này thì người đó sẽ nhập vào được chân lý, và nó sẽ bùng vỡ nát hết tất cả những cái lầm của mình từ trước đến giờ về nhân sinh và vũ trụ này. Cho nên đối với cái không gian này thì thực sự nó đang rất là an ổn. Nhưng mà không gian mênh mông này, hồi xưa chúng tôi có một cái lần nói trong cái bản phương pháp dưỡng sinh đó, tôi nói đây là một cái vũ trụ tâm linh. Vũ trụ mình thấy mắt thường thấy cái khoảng không này không có gì, chứ thật sự không có, quý vị không có lúc nào quý vị nhúc nhích mà nó không biết mình. Chưa nói tới chư Phật, thì chúng tôi nói cái hư không mênh mông này thôi. Đây là một cái hư không tâm linh. Cho nên tất nhất cử nhất động của tất cả chúng sanh trong hư không này đều được rõ biết. Chúng tôi chỉ dùng cái từ rõ biết thôi. Nhưng mà hư không tâm linh này là cái gì? Nó không phải là cái chết lặng như con mắt mình thấy, là cái phản không này không có chuyện gì thì mình nghĩ nó là không có chuyện gì. Đối với các nhà khoa học hiểu biết một chút, họ đưa kính hiển vi họ rọi thì có hàng hà sa số côn trùng, vi trùng, những cái phân tử này, phân tử kia, phân tử khí, phân tử nước, rồi những cái điện trường đó có loạn ở trong một cái khoảng không gian rất nhỏ này. Nhưng đó không phải là cái hiện tướng thật của hư không. Nó là những hiện tướng đang xen rộn rịp đầy trong cái khoảng không gian mà các nhà khoa học đang thấy. Và các vị ở các nhà khoa học chỉ thấy cái hiện tướng này thôi, do máy móc. Máy móc nó có thể sôi rọi thấy được những cái mà hàng hà sa số, những cái phân tử, những nguyên tử, những cái điện, đủ hết tất cả những cái gì đang có trong hư không này do máy móc gọi. Máy móc đó từ đâu? Từ cái đầu sản sinh ra. Từ cái đầu là từ đâu? Từ cái vọng niệm đã sản sinh ra, cho nên nó chỉ thấy ở cái hiện tướng thôi chứ không thể thấy trước đó. Và hồi trước này cũng có một người sau khi nghe bản phương pháp dưỡng sinh, chúng tôi có gặp, chúng tôi nói chuyện, một người này đang dạy trường đại học. Họ lên, họ rất là mừng khi nghe chúng tôi nói chuyện về cái dòng xoắn ốc đối số để nói lên cái dịch động của hư không vũ trụ này. Ở vị đó nói là họ rất mừng là mình có cái lý luận giống giống như tiếng nổ Big Bang vậy đó. Không?
Thì các nhà khoa học cho rằng cái vũ trụ này nó được có những cái mà người ta có thể thấy được. Thì bắt đầu từ tiếng nổ đó nó mới bắt đầu nó mới hành hình cái này, nó mới thành hình cái kia sau đó. Chúng tôi nói đúng rồi, nhà khoa học thấy tới đó là đúng rồi đó. Nhưng còn cái trí tuệ Phật đạo thì không phải thấy đó mà thấy trước đó. Và cái dòng số ốc đối số của tiên sinh cũng phải nói trước chuyện này. Bây giờ tiên sinh nói từ cái trật tự thể vũ trụ là một cái vũ trụ ly tâm vô cực. Thì cái vũ trụ ly tâm vô cực nó vận hành với một cái tốc độ nó nhanh hơn hàng tỷ lý thừa tỷ của vận tốc ánh sáng rồi. Cho nên cái mắt thường và máy móc bây giờ chưa đủ sức để đo cái sức vận hành của cái vũ trụ tâm linh này. Một vũ trụ tâm linh nó đang vận hành với một tốc lực rất lớn. Thì vậy là vũ trụ tâm linh khi mà nó vận hành thì nó sẽ tạo thành cái gì? Cái vũ trụ này là một cái trường tâm linh. Thật ra tất cả những cái mà chúng ta thấy đây, ví dụ như tờ giấy được chế biến như thế này nè, mình nói đây chắc người ta nói mình khùng, nhưng mà thực sự sau này đến một lúc nào đó chúng ta sẽ thấy rằng cái tờ giấy này nó cũng đang có tâm linh trong đó, nó đang biết. Cũng như nước đang biết mà có các nhà khoa học họ đã phát hiện rồi. Thì vậy là khi vũ trụ tâm linh nó vận hành với một tốc lực rất cao đó, nó sẽ tạo thành một cái trường điện từ. Trường điện từ này nó chưa phân âm dương đâu. Trường điện từ này nó vận hành với một cái tốc lực mà gọi là ly tâm vô cực, vận hành theo cái dòng số ốc đối số đó. Tạo thành một trường điện từ rồi thì nó phải tạo thành điện cực âm, electron. Và cái điện cực âm electron đó nó cũng tiếp tục đi, nó ly tâm vô cực. Và nó đi với cái dòng xoắn ốc để đi thành một cái tâm mới. Khởi đầu nó là ly tâm vô cực, nhưng bây giờ nó lại đi vào tâm. Nó ly tâm để nó vào tâm. Cho nên chúng ta thấy đối số có nghĩa là nó có âm và dương ngay khi cái vận hành của nó. Chúng ta phải hiểu là điều này. Thì vậy là nó đi hoài hàng triệu triệu năm thì cái dòng xoắn ốc đầu tiên nó mới tới được tâm. Một dòng xoắn ốc này trong hàng tỷ 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 dòng của khắp vũ trụ hư không này tới tâm. Và tới tâm theo cái lý luận của tiên sinh thì tới tâm hoài, nó dồn dập tới tâm hoài, thì vậy là dồn nén nhiều cái đó trong vào tâm quá, nó biến thành cái proton. Và hàng hà sa số những điện cực âm để nó vào tâm biến thành cái proton, và cái proton được tăng lên để ngang cái mức gọi là quân bình âm dương, được gọi là cái trung hòa tử. Lúc đó nó bắt đầu bùng nổ, thì đó là tiếng nổ Big Bang nằm ở đoạn này. Tiếng nổ Big Bang nằm ở đoạn này chứ không phải là đoạn trước. Cho nên cái nhìn của Đạo Phật đã thấy cái vũ trụ vận hành vô trụ này, cái phong đại này, cái thiên lưu của thời gian, cái an lập của không gian là thấy trước cái tiếng nổ đó. Cho nên thế giới vật chất vẫn là một cái gì ở đoạn sau. Cho nên cái những cái tư tưởng về duy vật luôn luôn là ở đoạn sau để giải thích những gì đã thành hình. Còn cái duy tâm là thuộc về cái bậc thầy ở phía trước. Chúng ta phải thấy được điều này. Cho nên cái nhìn của Đạo Phật, nếu mà nói một người Đạo Phật mà nhìn về nhân sinh vũ trụ này, là những người có chiều sâu tâm linh thì không thể nhìn sau khoa học được, phải nhìn trước. Như vậy là ở đây, Ngài bắt đầu Ngài quán, đi sâu vào cái pháp quán về phong đại này, thì Ngài quán thấy rõ ràng. Dùng cái từ quán, chúng ta phải nói lại cái từ quán một chút. Chúng ta tu Đạo Phật chúng ta hay có cái hiểu lầm á, là quán có nghĩa là gì? Là dùng cái tâm mình để cái định nghĩa. Chúng ta nhớ ngày xưa có một câu định nghĩa về cái pháp quán. Quán là dùng cái tâm, cái trí, cái sự hiểu biết của chúng ta xoay quanh vấn đề nào đó để chúng ta có thể nhận hiểu nó, được gọi là quân quán. Cái kiểu phô tu đó, ví dụ như bây giờ mình quán vô thường thì cái tâm mình lanh quanh lẫn quẩn trong cái pháp vô thường. Nơi vô thường là thân này vô thường như thế nào, rồi cái tâm mình vô thường như thế nào, rồi ở vũ trụ này vô thường như thế nào. Chúng ta gọi là chúng ta tu cái pháp quán vô thường. Nhưng mà ở đây không phải. Cái quán nó có hai cái. Khi mà chúng ta chưa thấy, chúng ta được mớm ý. Ví dụ như là 1 với 1 là 2, 2 với 2 là 4, 4 với 4 là 16, ví dụ vậy đi. Thì khi mình học theo cái kiểu vũ chương đó, ông thầy cũng dạy vậy rồi, thì bây giờ mình bắt đầu mình
mình tính là 1 với 1 là 2, 2 với 2 là 4, 4 với 4 cộng với 4 là 8. Ví dụ mình chúng ta cộng từ từ cao 4 cái 4 đó mới thành 16, ví dụ vậy đó. Thì vậy được giống như mình quán cái số học vậy, phải không? Còn riêng Phật Đạo, cái người mà chưa thấy chân lý, họ cũng mò theo cái kiến thức của ông thầy dạy cũ đó, họ cũng nhại để ra đáp số giống như ông thầy nói. Đó cũng là một cái dạng quán. Mà như vậy là tất cả những cái công phu tu tập của mình để ra đáp số của ông thầy dạy, chứ không phải là con đường chứng đắc. Chỉ đó chỉ là một sự trả lời của tâm thức được nhại đi nhại lại để ra được cái kết quả đúng như vị thầy mình đã chỉ. Thì đó chỉ là cái kết quả, những cái đúc kết kinh nghiệm của tâm thức. Đó không phải là quả chứng ở trong Đạo Phật. Nhưng còn cái quán của Đại Thừa thì sao? Giống như hồi trước chúng ta nói về cái từ tam huệ, cái nhìn của Nguyên Thủy và cái nhìn của Đại Thừa là văn tư tu, đúng không? Nghe rồi mình mới tư duy rồi mình mới chọn lựa ra pháp tu. Nhưng mà đối với Đại Thừa thì ngay khi văn tức là tư, ngay khi tư tức là tu. Thì cái quán ở bậc Đại Thừa nó cũng thuộc giai đoạn này. Ngay khi mà chúng ta thấy được cái hư không thiên lưu là cái thấy bằng cái trí tuệ chứ không phải bằng cái nhại lại do tâm thức. Cho nên ở đây cái lối trình bày của Ngài Lưu Ly Quang Pháp Vương Tử này là Ngài nói là Ngài nhìn thấy rõ ràng là cái thế giới, cái hư không này là an lập, cái thế giới này là thiên lưu, tất cả những cái có trong do cái sức lay động á, do sức lay động của gió, do sức lay động của gió nó tạo thành cái vọng duyên để chuyển biến ra tất cả mọi cái trong hư không vũ trụ này. Đó là một cái thấy biết của thuộc cái dạng trí tuệ. Nhưng cái quán nó có thể lặp đi lặp lại nhiều lần để đưa ra kết luận. Một lần chúng ta quán là chúng ta không thể nắm bắt được hết vấn đề đó. Giống như bây giờ mình ngồi mình tưởng tượng là cơ thể mình nó vô thường nữa. Ví dụ như là bây giờ cái đầu mình nghĩ ngồi mình nghĩ thương, rồi hồi nữa mình nghĩ ghét, rồi chút nữa mình nhớ người này, chút nữa mình nhớ người kia. Ví dụ mình ngồi mình thấy vậy thì cái tâm mình vô thường. Nhưng mà lần này chưa chắc đâu. Nếu chúng ta nhại đi nhại lại vậy thì giờ mai mốt họ chọc mình giận lên, mình có thấy vô thường không? Không. Không được vậy. Tại vì do mình quán, có nghĩa là mình nhại đi cái điều người khác nói. Cho nên sâu trong tâm của mình không có nội lực. Nhưng khi chúng ta đã thấy rõ những cái vận hành, những biến thiên do vọng duyên không tạm dừng này, thì rõ ràng là chúng ta thấy tận gốc của cái vô thường. Và do đâu? Và do động. Do cái phong có nghĩa là động. Do cái dịch có nghĩa là động. Do cái vô trụ có nghĩa là động. Có nghĩa là khi chúng ta thấy được tất cả những cái điều này nó vốn là như vậy rồi, thì bây giờ cái chuyện mà nhớ người này buồn người kia là cái chuyện rõ ràng thôi. Tại vì nó vô trụ mà, đúng không? Tại vì nó dịch mà, và sự sống luôn luôn động như vậy mà. Thì vậy là ngay cái phút động chúng ta không có lìa động để chúng ta quán là nó đúng hay là nó sai. Tức có nghĩa là chúng ta không lìa chân lý để chúng ta thấy. Thì cái người quán này cũng in tuồn như vậy. Đó là cái quán của Đại Thừa. Chúng ta không có lìa sự thật để chúng ta thấy mọi diễn biến xảy ra, thì đó gọi là cái quán của Đại Thừa. Nếu chúng ta lìa sự thật để chúng ta quân quán, thì cái quán đó là thuộc cái diện quán gì đó, chứ không phải là cái quán chánh thống của Đạo Phật. Cho nên ngay khi thấy sự vật là như vậy, chúng ta ở chỗ như vậy để chúng ta thấy tất cả mọi cái, thì gọi là cái quán. Chúng ta phải hiểu cái nghĩa chữ quán lại, chứ nếu không mình quán là quán sổ tức, là mình ngồi đó mình canh cái hơi thở hết vô, có mình biết nó hết vô, mình thở ra, mình biết hết ra là hết vô, thở ra đếm 1, hết rồi thở ra đếm 2. Đó là mình quân quán. Mà quân quán hoài thì nó cũng chừng đó, có lúc nó cũng quên. Ngồi tiếng này thì được định để mình nhớ đếm từ 1 tới 10, nhưng mà chút nữa mình sẽ quên mất tiêu, hoặc là mình đếm lộn. Thì là cái quán, gọi là cái quán đó, cái theo dõi để mà chúng ta ghi nhận rồi nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm nó thành một cái nghiệp. Chúng ta dùng từ nghiệp chứ không phải chứng đắc, thì nó thành một cái nghiệp. Để rồi ai nói chuyện đó là mình gật đầu chấp nhận liền. Đúng rồi đó, tôi cũng làm vậy á. Nó chỉ vậy thôi, chứ không được kết quả gì trong công phu hết đó. Đến một cái lúc nào đó tự mình phải thấy ra sự thật. Mà muốn thấy ra sự thật thì chúng ta phải cận kề sự thật, hoặc là chúng ta đứng ngay vị trí đó chúng ta phải thấy được nó. Cho nên tất cả những cái chuyện xảy ra trong cuộc đời này, nếu mình không phải là người đó thì mình không biết chuyện người đó làm là cái gì, đúng không? Vì vậy mà chúng ta muốn nhận định người này, chúng ta muốn nhận định người kia, chúng ta thấy cái này tốt, thấy cái kia xấu là một cái gì? Là chỉ thấy trong cái đầu của mình chứ không phải thấy cái sự vật đó. Mình chỉ thấy trong cái dòng kiến thức mình thôi, chứ mình chưa ra khỏi mình để mình thấy được người khác. Khi mình ra khỏi mình rồi, mình nhập thành hư không vũ trụ này, thì tất cả những cái động đậy trong hư không vũ trụ này mình đều rõ biết, thì mình sẽ hiểu được người ta là cái gì. Lúc đó mới hy vọng là chúng ta thấy đúng. Còn bây giờ mình đứng ở cửa ngõ mình chưa ra được, là mình thấy
đều là sai. Chúng ta phải nói như vậy. Ước tưởng thôi nhiều khi á, thí dụ như chúng ta có một số kiến thức học ở thế gian này rồi, chúng ta nghĩ là người đó thì đứng cái gì đó đó, họ phải làm chuyện đó, họ mới là người đúng, tốt, họ mới là người đúng, nhưng mà họ làm lệch cái đó thì họ thành sai theo cái công thức mà mình đã học. Rồi bây giờ mình lấy cái đó mình đặt lên cái người quen của mình, đặt lên cái bạn bè của mình đặt lên ở đâu để mình thấy ông đó không làm đó là không phải, mà hồi đó tôi thầy tôi dạy vậy đó. Tôi học vậy rồi bây giờ thấy vậy là trật rồi. Chúng ta liền có cái kết luận, đó là kết luận theo cái gì? Theo kiến thức, là ý thức, nó chỉ là những cái vọng duyên thôi. Thì kết luận đúng sai chúng ta trên cuộc đời này nó chỉ là một cái vọng duyên. Trên vọng duyên mà chúng ta lại đánh giá cái vọng duyên đó thì chúng ta bị động với cái vọng đó thôi, chứ chúng ta không có lợi gì cho mình. Và ngoài cái việc ngài quán hư không thiên lưu rồi thì ngài quán cái thân thể này là di động bất yên. Tức là lặp lại thân thể chúng ta là trong một giây thôi nó có hàng mấy trăm ngàn cái phản ứng sinh quả rồi thì nó hết đường bàn rồi đúng không? Nhưng mắt mình đâu thấy đâu. Mắt mình đâu thấy, mình thấy mình cũng ngồi yên đây mà đâu có gì ghê gớm vậy. Nhưng mà đối với nhà khoa học bây giờ họ đã phát hiện điều này rồi. Những phản ứng sinh hóa xảy ra trong một giây là hơn mấy trăm ngàn cho đến gần cả triệu cái phản ứng sinh hóa trong một giây thôi chứ không phải là một phút. Thì cơ thể chúng ta như một cái phòng dòng thác nó cuồn cuộn thay đổi ấy nè. Đó gọi là phong đại đó, chứ không phải là đợi tới hít vô thở ra mới gọi là phong đại. Đó, thành ra những cái động từ những cái phân tử, những nguyên tử, những cái tế bào ở trong cơ thể chúng ta, những phản ứng trong cơ thể chúng ta, thì cơ thể chúng ta là không bao giờ bất động, bất an vì một sự sống luôn diễn ra. Mà sự sống có diễn ra tức là động. Chúng ta nên thấy như này, có một cái là nó động nhanh, động chậm, động tốt, động theo cái chiều gì đó mà thôi. Thì vậy là khi mà mọi người thực sự thấy rõ được vấn đề thì thân mình không thể là bất động, mà nó đang chuyển biến không tạm dừng trong từng sát na một. Và quán tâm động niệm, tất cả những cái lai động đều như bình đẳng. Đây là chỗ tuyệt vời, bởi vì tôi nói đoạn này rất là hay. Khi mà chúng ta quán sâu tới cái tầng để chúng ta thấy rằng ha, là cái thân chúng ta trong một giây mà có hàng hà những cái phản ứng vận động đó rồi, và cái tâm chúng ta vùng vút có hàng hà sa số những ý niệm đó rồi, thì chúng ta đứng đâu để chúng ta thấy được? Và cái vận hành để được hiện ra nó là cái gì? Không nói nó là vô thường nữa, không nói nó là vô trụ nữa, mà nó là như bình đẳng. Vì tất cả các pháp thế gian này đều vận hành như thế, không có ai khác ai được. Và cái vận hành này ngay tại đây nó vận hành, một khoảnh khắc nữa nó vận hành, và mãi mãi nó vận hành, cho nên nó là như. Chúng ta khác như, chúng ta không thấy tới chỗ này. Cho nên cái quán không phải là mình quán để mình thành như, mà đứng vị trí như để mình thấy tất cả mọi cái đều hiện cái tướng như đó. Đang nói một âm thanh đang hiện tướng như đó. Đang gật đầu, đang nhúc nhích là hiện cái như tướng đó. Như tướng đang hiện, cho nên mình như vậy để mình thấy biết. Thì vậy là người đã thành tựu pháp quán phong đại viên thông. Còn nếu mà chúng ta quán cái kiểu gì khác là chúng ta đã sai lầm trong công phu. Thật ra chúng ta nói cái đoạn này rất là tuyệt vời. Trong cái phong đại viên thông này có khả năng chúng ta tu được. Chúng ta có khả năng tu được nếu chúng ta mà đủ cái bình tĩnh để lắng tâm chúng ta lại, để chúng ta được ở yên ngay tại đây á, thì chúng ta thả lỏng cái thân tâm mình ra, đừng có trụ ở cái thân, đừng có trụ ở tâm, cũng đừng có trụ ngôn ngữ đang có, quên hết mọi chuyện xung quanh, để thả lỏng trong cái trạng thái đang rõ biết hiện tiền. Và chúng ta sẽ chứng nghiệm được những cái hiện ra ở đây. Chúng tôi dùng từ là chứng nghiệm chứ không phải quán sát để thấy, mà quý vị đang chứng nghiệm. Mọi cái âm thanh đang diễn ra ở đây là liên tục. Âm thanh chúng tôi còn chậm bằng 1 tỷ ly thừa tỷ lần. Có những cái vận hành đang xảy ra nó còn nhanh hơn 1 tỷ ly thừa tỷ âm thanh chúng tôi đang nói. Vì vậy là một âm thanh thứ nhất qua âm thanh thứ hai quý vị không thể nắm giữ nó lại được. Vì sao vậy? Vì nó đang dịch, nó đang động, nó đang vô trụ. Và do mình nắm không được. Chân lý là một cái gì đó mà với cái trí thức không thể nắm được. Tại trí thức nó chậm quá, lấy gì nắm được một âm thanh? Cái trí của chúng ta nó chậm lắm, chúng ta không giữ được một vọng niệm. Từ trong đầu sâu nhất của chúng ta không có giữ được nó. Mà nó hiện ra như vậy á, chưa kịp để cho chúng ta làm cái gì thì nó mất tiêu rồi.
Khi mà chúng ta quân quán, chúng ta phải thấy sâu tới chuyện này, chứ không phải quán cơ cơ nữa. Ví dụ như mình ngồi bây giờ mình nhìn lại trong tâm mình coi cái gì nó khởi lên, mà nó khởi lên nó làm sao, nó khởi liên tục lại quá nhanh, nhanh đến độ mình chỉ thấy nó khởi thôi chứ mình không làm gì được hết. Thì chừng nào mà quý vị mà yên ổn để thấy tất cả một cái động xảy ra liên tục trong tâm thức, là quý vị đang ở chỗ bình an, tức là ngay vọng tình là gì, an tâm tại vọng tình đó. Cái động đó quý vị không còn kịp kết luận mày là tham, mày là sân, mày là si, là cái gì hết, nó không có kịp, không thể làm kịp trên vọng niệm. Và như vậy là cái người mà đang rõ biết những cái liên tục đang xảy ra, người đó đang yên, rất yên, cho nên mới được gọi là an tâm tại vọng tình. Thì nó không có đúng, không có sai, không có hay, không có dở, đó mới là an tâm tại vọng tình. Rõ thấy nó, đây cũng gọi là quán chiếu. Mình dùng cái từ quán chiếu này, cái mình tưởng tượng là mình phải quay lại mình làm cái gì nữa thì nó thành sai đi. Chiếu kiến, tức là ngay cái thấy biết hiện tiền đó, chứ không phải trước sau. Và nếu chúng ta không có trụ một cái chỗ nào, chúng ta thả lỏng để chúng ta rõ biết mới gọi là chiếu soi một cách tinh tường. Còn nương theo bất kỳ một cái gì, tức là vẫn đục tâm thức mình rồi. Mình đừng nghĩ là mình dùng cái pháp quán của đạo Phật để mình quán là mình sai. Phật không có dạy mình cái pháp quán. Cái quán nó không phải là pháp. Cái quán là cái thấy biết hiện tiền chứ không phải là pháp. Chính do cái thấy biết hiện tiền cho nên thấy cái vận hành của thân, của tâm, của vũ trụ, của pháp giới nhân sinh này nó vốn là như, và nó như từ xưa tới giờ rồi. Mình không thấy được cái sự thật nó đang như, mình cứ tưởng tượng nó là tốt, là xấu, là đúng sai, để làm khổ mình, làm buồn mình, làm vui mình, làm cái gì cho mình, khiến cho cái thấy nhìn của mình bị vận đục đi. Và mình tự bóp méo sự thật, xa rời chân lý, cho nên mình bị khổ. Vì vậy mà ai ở trong trần gian này nói mình bị khổ là người đó đang như thế nào? Đang như thế nào? Để chúng ta không có chịu chấp nhận thấy sự thật, chúng ta bóp méo sự thật, chúng ta tự lìa chân lý để chúng ta sống. Chúng ta nghĩ rằng mình rời chân lý là mình sẽ khôn hơn là cái người chấp nhận sự thật thiên nhiên vũ trụ đang diễn ra như như. Chứ thiên nhiên vũ trụ này vốn là như. Nếu chúng ta thả lỏng hoàn toàn cuộc đời chúng ta thì chúng ta ở trong cái như như vận hành từng khoảnh khắc một, là chúng ta luôn luôn bình an. Tại vì vũ trụ này nó luôn luôn bình an, đang luôn luôn trật tự. Có người chúng ta sở dĩ bất an là chúng ta bị rời chân lý, chúng ta không chấp nhận chân lý chứ không phải là rời. Rời thì chắc chắn là rời không được rồi. Nhưng mà do sâu trong đầu chúng ta không chấp nhận sự thật đang diễn ra ở ngay cuộc sống của chính mình, cho nên mình bất an. Mình bẻ cong cái sự thật, mình thấy lệch lạc chân lý, cho nên mình bất an. Chứ mình nói mình rời chân lý, rời cũng không được, thì chân lý nó luôn luôn vận hành mới mẻ. Mà mình muốn cũ, giống như một chiếc xe hơi đang chạy mà mình lấy dây muỗng cột mình lôi nó lại, cho nên xe nó lôi mình trầy xước, mình khổ, mình nói là tại sao xe không nghe lời mình, tại sao cuộc đời nó khổ quá, đúng không? Chứ thật sự cuộc đời này kiếm miếng khổ không có nếu chúng ta thả lỏng điều này. Chúng ta dùng cái từ là thả lỏng, đừng có cố chấp vào bất kỳ một cái gì hết. Đừng có nghĩ rằng mình có thể nắm bắt được điều gì, nó thành đúng, thành sai, thành hay, thành dở. Ví dụ như bây giờ chúng ta nói trong cuộc đời này đi, chúng ta gầy dựng tất cả những cái gì cho mình trong đời sống này, mình nghĩ rằng đó là công lao, công sức của mình. Thực sự không phải. Do cái gì? Do cái vọng duyên mà nó chuyển thành từ nhỏ thành lớn, từ không thành có, từ có thành không, đúng không? Vì vậy là cái duyên đó nó kết hợp với cái thời khắc hiện tại mình đang ở vị trí đó để mình làm được một cái điều gì đó. Và cái điều gì đó làm xong rồi tới cái chuyện khác à, tới con người khác, tới một cái khoảnh khắc khác, tới cái nhân duyên khác, chưa biết nói như thế nào. Rồi cái nhân duyên chúng ta tồn tại ở đây với cái đời sống này, với cái chòm xóm này, với làng xã này, với gia đình mình, với một cái sự việc gì đó là cái duyên, vọng duyên đang chuyển biến chúng ta đến cái chặng này. Đúng không? Chúng ta thấy một cách linh thông về cuộc đời mình như vậy. Thì vậy là cái vọng duyên nó sẽ chuyển chúng ta đến đoạn mới nữa, chưa biết tới đâu. Gần chút nữa thì vọng duyên nó sẽ tiếp tục chuyển. Vì sao? Bây giờ ví dụ như từ đây mình được chuyển đi ở một vị trí nào xa hơn, mới mẻ hơn, xa lạ đối với chính mình hoàn toàn, thì mình biết đó là cái vọng duyên để mình đi. Thì làm sao ngay nơi từng vọng duyên này mà chúng ta an lập được? Đó là cái khéo của người biết sống. Ví dụ như từ nhà chúng ta đi tới đây thì chúng ta lên xe, xe chuyển mình đến đây, lên xe cũng phải ngồi bình yên, chứ không phải đợi tới về tới chùa mình mới yên. Yên từng cái bước chân chúng ta bước lên xe để chúng ta ngồi, yên từng cái khoảnh khắc chúng ta đang dịch. Thì nếu chúng ta sống đúng với cái dịch động thì lúc nào cái dịch động nó cũng là chân lý hiện tiền.
phải không? Lúc nào cái động nó cũng là chân lý, lúc nào cái động nó cũng là như. Thì vậy là ngay cái động nó là như thì chúng ta phải an lập nơi đó. An lập không có nghĩa là chúng ta cố thủ, chúng ta chấp chúng ta đang như vậy, không phải như vậy. Mà chúng ta thả lỏng hoàn toàn để chúng ta đừng có nương tựa bất kỳ cái chỗ nào, thì cái như như nó tự an bài cho đời sống của chính mình. Một cái điều đặc biệt là chân lý tự an bài mọi cái trong vũ trụ nhân sinh này mà con người ta không hay ra. Chứ đừng có nghĩ là mình phấn đấu mình làm cái này, phấn đấu mình làm cái kia, phấn đấu mình làm cái nọ mới được ra cái chân lý, chúng ta đã hiểu lầm rồi. Cho nên từ trước đến giờ tại sao mình nói cái chuyện là không công phu? Mình không có dám nói công phu là sai. Không dám nói câu đó nó mến lòng. Với nhiều người cực khổ tu hành quá trời, giờ mình nói công phu là đang sai để người ta chửi mình. Đúng không? Nhưng mà nếu một người mà thấy được sự thật thì chúng ta phải thấy rằng là thiên nhiên vũ trụ tự an bài tất cả mọi cái trong vũ trụ này, nó hết sức là trật tự, hết sức là bình an, hết sức là thanh tịnh rồi. Chúng ta khuấy động, chúng ta tới đây chúng ta khuấy động cái sự thật bình an đó. Mà do cái nhân quả mình khuấy động cho nên mình bị ngược lại cái quả bất an. Chứ còn nếu mà chúng ta thả lỏng thì tự thiên nhiên sẽ an bài đời sống của chúng ta. Ai dám tin để buông hết cuộc đời này cho thiên nhiên vũ trụ tự vận hành, chúng ta sẽ sống đúng với thiên nhiên, thì quý vị thấy là sẽ an bài từng bước chân để chúng ta được sống bình an hoài 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 cho hết đời, đoạn đời còn lại của chính mình. Nhưng mà không có đâu. Ngồi đây nói vậy chứ ra là mình cũng phải tính như thế này nè. Phải tính như thế kia mới được. Ôi trời ơi, sống giữa trần gian mà không tính là coi chừng mình chết. Vậy chúng ta quen rồi, chúng ta phải công thức hóa cuộc đời mình. Mà hồi đó chúng ta nhớ lại mỗi câu của hay hay của Hòa Thượng Minh Thiền. Hòa Thượng nói là con trâu thường thường nó đi cài thì nó kéo cái lưỡi cài ở sau lưng á. Nhưng mà người ta thì cài để cài ở trước mỏ. Chúng ta cứ ủi tới chứ không phải chúng ta lôi. Thì đó, sự sống đối với chúng ta là một cái gì đó chúng ta phải phòng dự, chúng ta phải trù bị, chúng ta phải ước toán gì luôn luôn là như vậy, chứ chúng ta không bao giờ dám thả lỏng thử một điều. Thì đó là cái điều thất bại cho mình. Chúng ta cứ thử đi. Ví dụ như mai mốt mình chuẩn bị mình gặp một cái người nào quan trọng nhất trong cuộc đời của mình, thì mình làm sao cho cái đầu mình sạch, đừng có chuẩn bị để nói người đó câu nào hết giùm. Ví dụ như chuẩn bị mà tiếng hồi nữa mình gặp người đó là bây giờ mình thiền định để mình thả lỏng, mình hoàn toàn đừng có một cái nửa cái khái niệm nào là gặp ông này phải nói câu gì trước, câu gì khao, phải nói câu nào để lấy lòng gì đó, mình quên hết những cái điều đó đi. Và khi đó khi chạm nhau chúng ta sẽ có chuyện rất hay, và buổi nói chuyện nó sẽ sinh động. Chúng ta phải tập như vậy. Thật ra chúng ta phải làm sao ứng xử mới mẻ. Đừng có bao giờ gặp người đó mà nhìn quá khứ họ để mà nói chuyện, mà mang chút quá khứ của họ nó uổng lắm trời. Cái phút giây đó nó hết sức tuyệt vời. Đối với chúng ta là những khoảnh khắc đang như thế này là những khoảnh khắc tuyệt vời, những khoảnh khắc kỳ diệu, những khoảnh khắc vàng của cái vũ trụ nhân sinh đang cho chúng ta. Chúng ta quá phí phạm à. Chúng ta trở lại quá khứ một chút, tức là chúng ta đang quý phí phạm cái gì quý giá tuyệt vời ngay tại đây. Cho nên giá trị cao thượng nhất của loài người là cái khoảnh khắc hiện tiền này. Nếu chúng ta quý cái khoảnh khắc này thì thôi, không còn cái gì để có thể bàn. Nhưng mà chúng ta không biết quý, chính chúng ta không biết quý, chúng ta phí phạm, luôn luôn phí phạm những cái giá trị cao tột ở trong cái đời sống hiện tiền của chính mình. Mà chúng ta đã làm vậy, nhiều khi mình cũng cảm thấy vinh dự là mình đã sắp xếp được cái chuyện đó, cho nên chuyện đó nó sẽ được như vậy đó. Cũng có một số người thành công trong một cái gì đó trong cuộc đời của họ do cái đầu tính toán khuôn thước. Nhưng những cái tính toán khuôn thước là những cái gì? Những cái vọng niệm, cho nên nó có cái gì đó nó rất là tạm thời. Những cái đạt được trong tâm thức nó là những cái khoảnh khắc tạm thời. Ngược lại, những khoảnh khắc rất nhỏ nhiệm nó hiện tiền này. Hiện tiền không phải là cái gì nó cố định nó nằm một chỗ. Chúng ta dùng từ hiện tiền mình tưởng tượng là nó nằm hoài ở đây, nhưng mà không phải. Cái khoảnh khắc này, cái khoảnh khắc đó được tạm gọi là hiện tiền á. Khoảnh khắc đó nó nhỏ nhiệm, nó tinh tế lắm. Thì như vậy là nếu mà chúng ta chạm được cái khoảnh khắc tinh tế đó và buông mình chúng ta để cho khoảnh khắc đó nó luôn luôn xoay chuyển mình trở thành một cái mới mẻ hiện tiền, luôn luôn mới mẻ hiện tiền, vùng vụt mới mẻ hiện tiền đó, thì đời sống chúng ta sẽ được an lập.
được an lạc, được thanh tịnh. Còn nếu không là chúng ta sẽ luôn luôn giục tay, luôn luôn bỏ qua, luôn luôn lướt qua. Đừng nghĩ rằng chân lý ở đâu xa, chúng ta phải tìm cầu hết chỗ này chỗ kia, linh thiêng nhiệm màu, phải sử dụng pháp này, sử dụng pháp kia là chúng ta đã lầm. Chúng ta phá hủy hiện tại mà chúng ta muốn có sự bình an cho mình thì đó là một điều sai lầm lớn của tất cả những người đang công phu. Nói một câu hơi mít lòng như vậy. Đó là một câu mít lòng. Người đang công phu là người đang phá hủy cái thực tại hiện tiền. Nếu muốn tu một pháp gì đó, đang phá hủy. Cho nên người đó phải còn bất an nhiều hơn nữa, chứ đừng nghĩ là công phu này để chúng ta đạt được cái gì. Nên tất cả những cái kiểu cách công phu, những cái pháp chúng ta đang tu tập, chúng ta phải ngồi nghiêm túc mà thấy lại là chúng ta đang khuấy động cái hiện tiền của mình. Chúng ta đang không chấp nhận chân lý này, chúng ta đang phá hủy cái chân lý mà mình muốn mình thấy được chân lý. Cho nên những người đó sẽ còn nhiều ngàn kiếp nữa, tới hồi mà mệt ngã một cái bịch ra không còn tu nổi nữa thì hy vọng người này mở mắt ra thấy chân lý. Mà còn phấn đấu để tu tập được, còn tinh tấn để tu ngày đêm gì đó thì coi chừng là chân lý luôn luôn đóng cửa cho chính mình. Tại vì mình lấy cái tay mình che mắt mà đòi thấy đường đi là dứt khoát không thể được. Mà những pháp tu là cái tay để che mắt của mình. Đó là cái chuyện mà chúng ta phải thấy. Như vậy là sau khi Ngài đã, mình phải dùng cái từ này, dùng từ quán nghe chúng ta hiểu lầm. Sau khi Ngài đã thấy được sự thật của tất cả mọi điều, tất cả những cái vận hành trong vũ trụ nhân sinh này, của thân này cũng như của tâm này cũng như của pháp giới này, nó chỉ là những cái vọng duyên, và vọng duyên đó mới nghe mình nghe vọng. Mình nghe vọng cái mình hiểu là cái này nó giả, cái này nó quyển, cái này nó là không có thật, cái này là đáng khinh, cái này là đáng bỏ để mình không có chấp. Đúng không? Cái kiểu tu của mình từ xưa giờ như vậy. Nhưng ở đây khi chúng ta thấy mọi cái nó đều là vọng đó đó, thì cái điều đầu tiên là nó không có dính với mình. Không dính không có nghĩa là chúng ta không có chấp. Đúng không? Chúng ta phải hiểu lại một điều này. Chúng ta thấy được cái này là vọng, cái kia là quyển, cái nọ là ảo, để rồi mình không chấp. Đúng không? Đừng bao giờ còn có cái khái niệm ở trong đầu giùm. Khi chúng ta thấy được cái sự thật của cái này là ảo rồi thì kia mình dính cũng không được. Không phải là bỏ và cũng không phải là lấy. Khi thấy đúng sự thật rồi, không lấy và không bỏ, nhưng mà không bao giờ bị vướng mắc. Sự thật nó sẽ giải phóng mình, sự thật tự động nó giải phóng mình. Cho nên khi mình thấy đúng sự thật là tự động chúng ta được giải thoát, chứ không phải là chúng ta không chấp nữa. Ở đây nói cái chuyện chấp là nó còn thấp lắm. Vì vậy mà vị Bồ Tát này quán từ cái vũ trụ, quán từ cái hư không, quán từ cái thời gian, quán từ thân, quán từ tâm thức của chúng ta, để cuối cùng Ngài thấy được tất cả những cái đều là gì? Đều là động để tạo thành những cái vọng duyên, nó ảo hiện tướng, để cho chúng ta trong cái ảo đó chúng ta thấy được cái sự thật của nó là ảo. Và khi thấy sự thật của mọi hiện tướng là ảo, mà ngay khi ảo đó là gì? Là không thật, đúng không? Ngay cái ảo đó chính là như, tức là cái như ảo thứ nhất, cái như ảo thứ hai và cái như ảo thứ ba, cái như ảo thứ tư là luôn luôn như như và ảo ảo. Như là một cái gì cố định là gì? Là lầm rồi. Chúng ta đừng có nghĩ là khi thấy tất cả các pháp là như, cái mình nghĩ như như nó là cái gì? Hồi nãy nó cũng như vậy, bây giờ nó cũng như vậy, giờ một chút nữa nó cũng như vậy, là chúng ta làm như luôn luôn mới. Thì cái sức sống này, cái động này nó cũng luôn luôn mới. Tất cả các pháp đều vô trụ, tức là luôn luôn mới. Tất cả các pháp là vô thường là luôn luôn mới. Tất cả các pháp là dịch là động, nó là luôn luôn mới. Thì luôn luôn mới tức là luôn luôn như. Nó như này ông hai đổi được, cho nên nó thành như. Cái mới này không ai làm nó khác được. Cái sự sống này luôn luôn dịch và động, không ai thể làm nó đứng lại được. Vì vậy là cái như này khoảnh khắc nữa nó cũng là như, nhưng mà cái như chút nữa nó cũng mới, chứ không phải là hồi nãy mình như vậy rồi mình đem cái như này mình chụp cái thứ hai. Không phải. Nếu như vậy thì chúng ta còn trong cái so sánh của như là chúng ta chết. Chúng ta phải khéo nhận ra cái như sống động này. Nhận ra cái như sống động này để không phải là mình gán mình trụ ở chỗ như. Nhớ là chúng ta đừng có chấp nhận cái như để rồi mình thành như. Không phải như vậy. Mà do tất cả mọi cái đều như rồi mình không có như không được.
Và cái như này không phải là cái mà mình muốn giữ lại, mình chấp lại, mình muốn an trú trong cái như, không phải như vậy. Mà do cái vận hành như, cho nên cái khoảnh khắc mới này nó là như. Thì cái như mới này chút nữa, cái như mới khác, cái như mới khác nó sẽ tiếp tục cái như mới khác. Như vậy là như là mới chứ không phải như là cũ. Cho nên không phải như là bất động, như là không đi đâu, không về đâu, nó là như. Nó không có đi tới đâu hết, nó không có về đâu, tại vì nó không có chỗ tới và nó không có chỗ về. Không có vị trí, không có không gian, không có thời gian. Chúng ta phải nhìn ra sự thật của tất cả mọi vấn đề, nó là như vậy thôi. Cho nên nó không có trước đó, nó không có sau đó, cho nên nó không có thời gian. Và nếu mà chúng ta vừa thấy ở đây, chúng ta thấy nó là ở đây, tức là có vị trí, là chúng ta đã mất như liền. Cái trí như nó hết sức nhạy cảm. Nếu mà người sống đúng như, chúng ta mới thấy được cái điều này. Chứ những người mà học như thì chúng ta thấy như là chết ngắt. Cái người ngộ lý như cứ nghĩ là mình sống vậy là mình như nè, mình thấy các pháp mình không khởi niệm là mình như rồi. Rất là nhiều người công phu cái kiểu này, mà rất là nhiều người giảng cái kiểu này, nó sẽ phá vỡ cái như của Đức Phật muốn nói. Cái như như đó nó không có thời gian, không có không gian và không có vị trí. Nó nếu muốn định nghĩa chữ như theo cái khái lược mà mình có thể nói được, nếu mình thấy có một vị trí là mất như rồi, thấy có một chút khái niệm ước lệ là mất như rồi, thấy có thời gian và không gian là mất như rồi. Cho nên ở cái khoảnh khắc này khẳng định không được, phủ định không được, chấp nhận không được và bỏ cũng không được. Chúng ta buông tay đi chứ đừng có làm không được gì đâu, đừng có làm buông tay thả lỏng. Thì vậy là tự động vũ trụ này sẽ hình thành đời sống như cho chính chúng ta. Dám tin không? Chứ đừng nghĩ là mình công phu để mà được như là quý vị sai rồi. Đừng công phu nó mới thành như. Và chính cái vũ trụ này sẽ nhúm chúng ta thành như, để chúng ta được vận hành trong cái như như mới mẻ hiện tiền từng khoảnh khắc một còn lại trong cuộc đời của mình. Chứ đừng nghĩ là mình sẽ cố gắng sống đúng với như để mà được thanh tịnh lọc, thanh lọc thân tâm này, mình được trong sạch quá thân tâm này. Tất cả mọi cái đó là những cái khái niệm lầm lẫn. Chúng ta đến như không đủ mạnh dạn để buông cuộc đời là chúng ta không phải rồi. Chúng ta thả lỏng đến khi nào mà mất mình hiện tiền ở đây, quên đi những cái trụ chấp từ trước giờ, đừng có bám theo những cái hiểu biết kiến thức từ xưa tới bây giờ, để thì cái như hiện tiền. Chúng ta cứ nghe cái như hiện tiền này thì mình nghĩ là cái như hiện tiền này nó sẽ hiện giống như một màn hình, là nó hiện hoài cái màn hình đó, là những cái bóng nó hiện trên đó, là chúng ta đã sai. Cái như này không phải như cái màn hình, như này luôn luôn linh động. Và chính cái như này nó vận hành, cho nên nó tạo ra những cái ảo hình ảnh mà chúng ta có thể thấy trong cuộc đời này. Nếu cái như này là bất động thì cái không thể có hình ảnh chúng ta thấy, không thể có sự sống trong vũ trụ này. Cho nên vũ trụ tâm linh luôn vận hành với một tốc lực rất lớn. Như vậy là chúng ta nếu ngộ được chân lý là chúng ta là một cái vận hành của vũ trụ, mất đi cái riêng tư của cái thân tâm này. Một khoảnh khắc một người nhập đạo là mất thân tâm này, thì lúc cái khoảnh khắc đó người đó sẽ nhập trong cái được gọi là toàn tri mà từ trước giờ mình nói. Toàn tri đó là như như hiển lộ khắp cái không gian, khắp thời gian này, thì nó sẽ tự hiện ra những cái như trước giờ mình nói là hiện ra bình đẳng, hiện ra cái này cái kia cái nọ, hiện ra sự rõ biết khắp vũ trụ nhân sinh này một lần. Tại sao ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật nói là khắp mười mương pháp giới này mà mưa bao nhiêu hạt Đức Phật rõ biết? Có phải Đức Phật ngồi đây để thấy không? Không bao giờ, ngồi ở đây không bao giờ thấy được. Vì Đức Phật là vũ trụ rồi, cho nên vũ trụ sanh ra nhiêu giọt phải biết. Khi mà người nhập trong pháp giới tánh, tức là nhập trong vũ trụ này, cái vận hành và cái rõ biết của họ, thấy mình thấy như vậy đó. Bây giờ mình cứ tưởng tượng là mình thần còn cái thân này, chỉ biết một chút, thấy một chút thôi. Chứ khi mà tan thân này rồi, mình nhập trong cái đó rồi, thì cái rõ biết mình là khắp pháp giới này. Cho nên cái động đậy của pháp giới này đều rõ biết, không sót miếng nào hết. Nếu không phải như vậy trong phút giây nhập tánh là chưa đúng. Và cuộc đời chúng ta chưa có một phút giây vậy thì biết rằng mình chưa nhập. Mà chưa nhập vậy thì chưa tan thân mất mạng, là chưa giải quyết được sinh tử luân hồi. Đó là chỗ mà để chúng ta phải thấy. Cho nên nhập trong cái như, chúng tôi nói là nhập trong cái như không có nghĩa là nhận định đây là cái như, không có nghĩa là mình gắng sống để thành cái như.
Còn có một sự cố gắng nào thì nó không thể thành như. Và như không có không gian, không có thời gian và không có vị trí. Nếu một khoảnh khắc nào trong cuộc đời chúng ta thấy mình có ở đây, mình có khoảng không gian này, mình ở thời gian này, mình có quá khứ, có hiện tại, có vị lai trong lòng của mình, tức là mình đã rời xa cái chân lý, rời xa sự thật để mình thấy nhìn. Mình đã lệch lạc rồi, cho nên chắc chắn những cái điều này sẽ dẫn chúng ta tới khổ đau. Thì ra bây giờ muốn bình an, phải không? Thì chúng ta đừng có khuấy động sự thật đang diễn tiến tại đây. Sự thật đang có, rất bình yên, rất là thanh tịnh, rất là nhiệm màu. Sức sống hít vào thở ra chúng ta nó nhiệm màu lắm, không thể dùng ngôn ngữ người phàm có thể giải thích được. Một hơi thở hít vào thở ra, không ai có thể giải thích hết được điều này đâu. Bất quá khoa học có thấy hít vô là trong đó để có oxy, rồi thở ra là có CO2 nhiều, ví dụ vậy, có nitơ carbon, rồi trong cái lồng không khí chúng ta đang hít thở, thấy chừng vậy là quá rồi. Nhưng mà thấy chừng vậy là thấy sau tiếng nổ, tước tiếng nổ đó là một sự vận hành hàng tỷ 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 kiếp rồi. Thấy đó là thấy sau tiếng nổ, mà thấy sau tiếng nổ là cái thấy của tâm thức. Đó chúng ta không có bàn. Chứ giải thích được một sự nhiệm màu. Quý vị thấy cái dịch động á, để nó dịch đi vào, dịch đi ra, hay lắm. Chứ không phải vô rồi cơ thể trao đổi chất rồi nó thảy cặn bã ra ngoài, không phải vậy. Đó là giải thích của tâm thức. Chứ còn vô nó đang mới mà. Nó từ khoảnh khắc này nó qua khoảnh khắc này là nó mới, khoảnh khắc này tới khoảnh khắc này là nó mới, từ ngoài vô là chạm lỗ mũi chúng ta là mới, từ lỗ mũi chạm tới yết hầu chúng ta là mới, rồi mới tới phổi nó là mới, từng khoảnh khắc luôn luôn mới. Và đi ngược ra nó cũng mới. Nó khi chúng ta thấy mới rồi rồi đó, mình phải quán mới á, cái quán vận hành, cái quán cái động cái của thân tâm là chúng ta thấy mọi cái. Mà khi quý vị nhìn đâu thấy nó vận hành tới đó rõ ràng lắm. Cái chớp mắt chúng ta thấy, ví dụ như tự mắt mở thì chúng ta nhắm nhẹ, chúng ta thấy từng mới để nó khiếp lại, chứ không phải là mình nhắm một cái rồi mình mới thấy mình nhắm mắt, không phải như vậy. Cái trí tinh tế chúng ta thấy từng khoảnh khắc nhỏ nhiệm như vậy. Và khi chúng ta thấy từng khoảnh khắc nhỏ nhiệm như vậy thì chúng ta không bị kẹt bất kỳ một cái gì nữa. Tại vì cái thấy đó luôn luôn mới rồi mà. Mới thì là nó động, nó dịch, nó không có tạm dừng. Dừng là sai, trụ chấp là không đúng. Có thời gian, có không gian, có vị trí là mình trật luôn. Đúng không? Thì bây giờ làm sao ngay cái khoảnh khắc này mà mình mất không gian, mất thời gian đi là mình đang thành như. Mình ở trong vị trí như rồi, bây giờ mình đừng có khuấy phá cái như của vũ trụ nhân sinh và đời sống hiện tại này của mình nữa. Thì giờ mình đừng có đụng tới không gian, đụng tới thời gian, đụng đựng tới vị trí. Không? Đừng có thèm thò tay ra để dính trong đó, đừng có cho cái đầu mình vướng vào những cái chỗ này. Cái khoảnh khắc này mình phải để cho mình trở lại trạng thái đúng nhất của mình, của riêng mình, là không không gian, không thời gian, mà là khắp không gian, khắp vũ trụ. Đó là trạng thái đúng của con người đang biết sống một mình, đang biết sống một mình. Mà mình thò thọc thì mình bị gì? Bị nhân quả của cái động này thôi. Thật ra là từ đây thì sao là chúng ta không được quyền than khổ, đúng không? Tại mình khuấy động để mình tìm khổ. Thật ra là khổ nó mới tới với mình, chứ không phải là cái khổ nó tìm mình mà mình tìm khổ. Mình tìm bất động thì nó sẽ có xảy ra cái sự bất động. Còn mình động đậy thì nó xảy ra cái động đậy thôi, chứ không có gì hết. Cho nên khổ không được quyền than. Phải không? Nó là tự mình thôi, tự gánh lấy, tự hóa giải chính mình, chứ đừng có than. Và sau khi Ngài thấy được rồi, Ngài trả lời, Ngài trình với Phật là khi mà thấy được tất cả các pháp là như, tất cả sự vận hành nó là như rồi, tất cả những cái động đậy là như, cái nhân sinh vũ trụ này giống là như, thân tâm này giống là như rồi, thì khi đó được giác ngộ. Ngài được giác ngộ. Các thứ động ấy đều không do đâu nè ha, không đi tới đâu nè ha. Tất cả chúng sinh điên đảo như số vi trần ở mười phương đều đồng một hư vọng. Rõ ràng thấy không? Tức là Ngài thấy, sau khi Ngài thấy như rồi thì Ngài tiếp tục Ngài kiến giải, như nãy giờ mình nói là cái đó nó không đi đâu nè, nó không có đi tới đâu hết á, nó không có về đâu, nó không vị trí, không nơi chốn, không không gian, không thời gian. Và như vậy thì tất cả chúng sanh cũng như vi trần pháp giới này đều là gì? Đều là một cái hư vọng mà thôi. Hư vọng thì dùng cái từ rất là sát trong Đạo Phật. Thấy khi Đạo Phật sử dụng từ ngữ mà nhiều khi cái đầu của mình phải suy nghĩ phải 8 tháng mới có thể ra hết ý nghĩa. Hư vọng, hai chữ này được ghép nói thì nó giá trị vô cùng. Nó hư hư thực thực, nó không, nó hư hư ảo ảo, nó không có thực, mà nó thuộc vọng. Nếu như bây giờ mình không vọng động để mình thấy nó thì nó là nó, chứ nó không có thành cái gì khác. Ví dụ như bây giờ quý vị đang ngồi nhìn thấy phía trước, đúng không?
Phía đằng sau có người gãi đầu, rồi gãi lỗ tai, móc lỗ mũi mình đâu thấy đâu. Đúng không? Mình không thấy, do mình vọng sanh mình mới thấy được người đó. Nếu mình không vọng sanh nữa thì sao này mình không thấy gì hết. Hoặc là người đó đang có trước mặt mình, tất cả mọi cái hiện tướng gì của họ đang trước mặt mình, mình thấy nhưng mình không có sanh vọng niệm á. Ví dụ bây giờ ta đang ngồi, mình thấy là nếu mà ngồi trong cái buổi giảng thì phải ngồi nghiêm trang, nghiêm quan nghiêm lợi là xấu, ví dụ vậy đi. Là cái đó là cái gì? Là tự mình vọng sanh. Tự mình vọng mình mới sanh ra cái chuyện đó. Chứ nếu mình không vọng là họ có ngủ gục thì cũng là cái chuyện mình đang thấy là cái đầu họ gục gạt thôi, chứ không có tốt, không có xấu trong đó. Không có tốt, không xấu, nhưng mà thấy có tốt, có xấu là mình vọng sanh. Cho nên khắp vũ trụ nhân sinh này là cái gì? Là một cái gì đó nó hư hư ảo ảo, không có thật. Nó chỉ là vọng sanh hư ảo mà thôi. Thì một kết luận hết sức là tuyệt vời. Như thế cho đến tất cả chúng sanh trong một tam thiên đại thiên thế giới, cũng như hàng trăm loài mũi mòng đựng trong một cái lòng. Ngày ví dụ này tức cười nhất rồi. Ngày ví dụ á, mình đang động ở trong cái cõi của mình nè, mình qua lại mình buồn thương giận ghét thù hằn với nhau, làm tất cả mọi điều ở trong vũ trụ nhân sinh này. Thì ngày ví giống như là những cái loài mũi mòng mà bị bắt bỏ vô trong một cái, đại khái là trong cái hộp nhỏ nhỏ mà để gần lỗ tai mình, để mình nghe con mòng nó kêu, rồi con mũi nó kêu, rồi con này nó kêu, nhỏ kêu kêu ve ve u u ù ù loạn ở trong cái hộp nhỏ mà mình gom hết mấy cái loại côn trùng lại. Bây giờ người nhìn thấy là mình ở loài cõi người mình ha, rồi thậm chí cả những cái người cõi trời cho tới địa ngục, tới ngạ quỷ, tới súc sanh, tất cả những cái loài trong lục đạo luân hồi này, trong tam giới này, thì ngài thấy giống như nó gom lợn cục để rồi nó kêu đủ thứ loại tiếng. Ví dụ này cũng hơi bị nặng. Đối với ngài là cái chuyện nó không có cái gì hết trơn á. Khắp vũ trụ mênh mông này giống như gom hết cái bài mũi mòng lợn hộp vậy, để nghe nó kêu o o vậy. Nó dính dáng, nó dính dáng vậy. Tiếng kêu mũi mòng có dính gì tới mình không? Ai mà lợi đó mà giận là mòng mà cho mình kêu cái tiếng nghe kỳ, mũi này kêu tiếng nghe khó chịu, tức là những người đó là cái gì rồi? Thần kinh rồi. Thần kinh. Cho nên ngài thể hiện cái trí tuệ của ngài mà không dính trong tam giới này. Ngài nói giống như nghe khóc pháp giới mười phương, rồi chúng sanh sanh lên rồi chết đi, rồi đi cõi này đi cõi kia, đi lên đi xuống, rồi tất cả những cái đó giống giống như bắt hết tất cả loại côn trùng mũi mòng đựng vô cái hũ. Tức là tất cả chúng sanh trong pháp giới này đối với ngài là mũi mòng đựng vô cái hũ, không có gì dính. Thật ra cái chuyện tốt chuyện xấu, chuyện đúng sai, chuyện thành chuyện bại trong pháp giới này đều là gì? Đều là một hư vọng. Nhưng một cái sự hư vọng đó không có gì để mà có thể đáng cho một người thánh bận tâm. Còn nếu mình bận tâm thì mình không phải là thánh. Mình còn bận tâm bất kỳ một cái gì trong trần gian này, biết mình không phải là thánh. À, đó là một cái kết luận mà để chúng ta phải thấy. Con gặp Phật chưa bao lâu, được pháp vô sinh nhẫn. Bây giờ tâm con đã khai mở mới thấy cõi Phật là bất động. Làm vị Pháp Vương tử phụng thờ chư Phật trong mười phương, thân tâm phát sáng thấu suốt không ngăn ngại. Nay Phật hỏi về viên thông, con dùng trí quán sức lai động không chỗ nương, ngộ được tâm Bồ Đề, vào tam ma địa hợp với một diệu tâm mà mười phương chư Phật truyền dạy. Đó là thứ nhất. Đối với ngài thì sau khi ngài đã thấy được cái pháp là như, thì ngộ được chân lý rồi, và thấy khắp vũ trụ mười phương này nó là cái gì rất là hư vọng. Đồng thời ngài khai mở được cái tâm, và trong lúc đó ngài phát sáng và thấy được, ngộ được cái tâm giác ngộ của mình, ngộ được chân lý, ngộ được cái mình dùng cái từ kiểu nhà thiền là ngộ được tự tánh, hòa nhập trong chân lý. Thì vậy là đối với ngài cái việc mà để thấy được cái sự thật á, mình dùng từ thấy sự thật ra chứ không phải dùng cái từ pháp quán nữa, dùng cái từ thấy được cái sự thật vận hành của pháp giới này là thành thánh, là bậc nhất, là bậc nhất. Tại vì từ không nó là động, ra thấy được cái động này mà tất cả những cái động để tạm hiện tướng một cách hư ảo đó. Người nào mà thấy được khắp vũ trụ nhân sinh này nó là một cái gì đang động và nó là hết sức hư ảo. Như vậy là ngài nhận được cái tâm Bồ Đề của mình là nhập trong thiền. Nhưng mà khi thấy được tất cả những cái như vậy rồi thì nhập trong thiền thì đồng với tâm chư Phật mười phương.
Cho nên cái trí tuệ giác ngộ này không phải là một cái quả chứng theo cái dạng A-la-hán như từ trước giờ chúng ta tưởng các vị thánh. Cũng có các vị chứng quả A-la-hán do công phu tu tập, tướng từ tu đà hoàng, tư đà hàm, A-na-hàm, A-la-hán, thì đó là những cái thứ bậc công phu khác nhau. Nhưng khi mọi người mà đi vào pháp quán này để thấy được sự thật này, thì cái trí tuệ này thì phải thuộc cái dạng mà từ thập địa Bồ Tát trở lên, chứ không phải thường, gần thành Phật rồi mới trụ trí thấy được tương tận tất cả những cái động đậy trong pháp giới mười phương khắp vũ trụ nhân sinh này. Như vậy là mặc dù một người thấy chân lý cả chừng đó thì trên đầu họ vẫn là cái gì? Vẫn phụng thờ chư Phật. Vì sao? Vì ngày xưa khởi đầu tu tập cũng được chư Phật dẫn dắt, đúng không? Cho tới bây giờ chứng được những cái đạo quả, mặc dầu là nhập trong cái diệu tâm tương đồng với mười phương chư Phật, nhưng mà Ngài vẫn kính thờ và Ngài vẫn phụng thờ chư Phật. Đây là điều hết sức đặc biệt của các vị thánh. Các vị có học với thầy mình, mặc dù chứng quả bằng thầy, nhưng mà vị đó vẫn là thầy. Chứ không phải khi chứng quả rồi mình thấy trời đất này cũng ai hơn mình. Tại không? Mình với chư Phật mười phương bằng nhau rồi, đâu có ai hơn mình. Thì vậy là nó còn không còn có sự phụng thờ chư Phật nữa, nhưng mà không có. Các vị thánh đệ tử của Đức Phật tuyệt vời ở chỗ này, mặc dù có thấy biết đồng chư Phật nhưng mà vẫn phải phụng thờ chư Phật mười phương, chứ không bao giờ mất cái tâm phụng thờ đó. Thì ở đây là kết thúc một cái đoạn là dùng phong đại để chứng viên thông. Thì chắc chúng ta cũng dừng cái bài này ở đây. Kỳ sau chúng ta sẽ học tiếp. Mời quý vị chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ. Đạo vô thường thầy.